Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con lại cùng gặp nhau trong tiết học toán. Tiết học này trước khi vào bài mới thì cô sẽ đem đến cho các con một bạn nhỏ rất là thú vị. Đó chính là bạn Doraemon. Chúng mình cùng xem hôm nay Doraemon đến đây có việc gì nhá. À, Doraemon nhờ chúng mình hãy quy đồng mẫu số hai phân số A 1/3 và 2/5, B 9/4 và 7/8. Các con nhanh chóng lấy vở, nháp và bút chì ra để giúp Doraemon nhé. Các con đã hoàn thành xong chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ chữa bài tập này để xem chúng mình đã làm đúng chưa nhá. Với 1/3 và 2/5 thì chúng mình sẽ chọn mẫu số chung là 15. Lúc này mẫu số chung là 15 thì thừa số phụ của phân số 1/3 sẽ bằng 15 chia 3 và bằng 5. Và thừa số phụ của phân số 2/5 sẽ bằng 15 chia 5 bằng 3. Cô nhân cả tử và mẫu của phân số đầu tiên với 5, cô được phân số 5/15. Cô nhân cả tử và mẫu của phân số thứ hai cho 3, cô được phân số là 6/15. Vậy là cô đã quy đồng xong phân số 1/3 và 2/5 bằng 5/15 và 6/15, có mẫu số chung là 15. Tiếp theo với phân số 9/4 và 7/8 thì cô sẽ chọn mẫu số chung là mấy ạ các con? À, chúng mình dễ dàng thấy được 8 chia cho 4 bằng 2 đúng không? Vì vậy, chúng mình chọn mẫu số chung là 8. Lúc này, thừa số phụ của phân số đầu tiên sẽ bằng 8 chia 4 và bằng 2. Còn phân số 7/8 thì mình giữ nguyên. Với 9/4, cô sẽ nhân cả tử và mẫu với 2, được phân số mới bằng 18/8. Và cô giữ nguyên 7/8. Vậy là cô đã quy đồng xong hai phân số 9/4 và 7/8 bằng 18/8 và 7/8. Các con có làm đúng bài tập này không? Cảm ơn tất cả các con đã giúp Doraemon hoàn thành bài tập này nhé. Vậy là phần khởi động nho nhỏ vừa rồi đã giúp chúng mình ôn tập lại một số tính chất cơ bản của phân số. Vậy bây giờ chúng mình cùng đón xem bài học ngày hôm nay chúng mình sẽ học bài gì nhá. Bài học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ ôn tập lại so sánh hai phân số, sách giáo khoa trang 6 và trang 7. Về so sánh hai phân số thì các con đã được học rất kỹ ở chương trình toán lớp 4 rồi. Cô không nói quá nhiều nữa mà cô sẽ nhắc lại luôn cách so sánh hai phân số nhé. Trong hai phân số có cùng mẫu số, ví dụ 2/7 và 5/7, thì phân số nào lớn hơn hả các con? À đúng rồi, chúng mình đã được học ở lớp 4 rồi đúng không? Tất nhiên là phân số 5/7 sẽ lớn hơn. Vậy ở đây cô sẽ nói 2/7 nhỏ hơn 5/7. Vậy trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn? Đó chính là ý đầu tiên, phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Vậy 5/7 và 2/7 tương tự trên này thì 5/7 sẽ lớn hơn 2/7. Vậy trong hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Tử số 5 lớn hơn tử số 2, vì vậy 5/7 lớn hơn 2/7. Cuối cùng, 3/7 và 3/7, mình sẽ điền dấu gì ở đây hả các con? À, mình sẽ điền dấu bằng đúng không nào? Vậy trong hai phân số có cùng mẫu số, nếu tử số bằng nhau thì hai số đó, phân số đó bằng nhau. Các con cùng đọc thầm lại một lần nữa quy tắc này nhé. Vậy
Nếu muốn so sánh hai phân số mà không cùng mẫu số thì chúng mình phải làm thế nào? À, chúng mình cũng chuyển sang ví dụ tiếp theo để nhắc lại xem cách so sánh hai phân số không cùng mẫu số là gì nhé. Ví dụ này, cô muốn so sánh hai phân số 3/4 và 5/7. Hai phân số này có cùng mẫu số không hả các con? Không cùng mẫu số. Vậy muốn so sánh hai phân số này, cô sẽ đưa hai phân số này về cùng một mẫu số. Đó chính là bước quy đồng mẫu số. Cô quy đồng mẫu số hai phân số 3/4 và 5/7. 3/4 cô quy nhân cả tử và mẫu với 7, cô được phân số 21/28. Tiếp theo, 5/7, cô nhân cả tử và mẫu của phân số này với 4, cô được phân số 20/28. Lúc này, cô sẽ so sánh 21/28 và 20/28. Ta có, vì 21 lớn hơn 20, nên 21/28 sẽ lớn hơn 20/28. Vì vậy nên 3/4 sẽ lớn hơn 5/7. Vậy khi muốn so sánh hai phân số mà không cùng mẫu số, ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số đó. Các con ghi nhớ cho cô nhé. Không cùng mẫu số thì mình sẽ quy đồng. Nên đọc lại một lần nữa này. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của chúng. So sánh các tử số thì ở phần A vừa rồi cô đã nhắc lại cho các con rồi. Tiếp theo, các con hãy cùng cô làm bài tập 1 nào. Dựa vào những kiến thức mình vừa được học, các con lấy bút và vở ra làm bài tập 1 và vở cho cô nhé. Các con đã hoàn thành xong chưa? Rồi, bây giờ với phân số đầu tiên là 4/11 và 6/11. Cô thấy là hai phân số này đã cùng mẫu số rồi. Vì vậy cô sẽ so sánh tử số 4 nhỏ hơn 6. Vì vậy 4/11 sẽ nhỏ hơn 6/11. Tiếp theo đến phân số 15/17 và 10/17. Cô thấy hai phân số này cũng đã cùng mẫu số là 17. Cô so sánh thấy 15 lớn hơn 10. Vì vậy, phân số 15/17 sẽ lớn hơn phân số 10/17. Tiếp theo đến phân số 6/7 và 12/14. Hai phân số này là hai phân số có cùng tử số không các con? Đúng rồi, có cùng mẫu số không? À, không cùng mẫu số đúng không nào? Vậy thì bây giờ mình phải quy đồng mẫu số nhé. Ở 6/7 và 12/14 thì chúng mình sẽ chọn mẫu số chung là 14. Cô sẽ quy đồng 6/7 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số của phân số này với 2. Cô sẽ được một phân số mới bằng 12/14. Và phân số 12/14 thì mình giữ nguyên, không cần phải quy đồng nữa. Vậy 12/14 và 12/14 thế nào với nhau? À, bằng nhau. Vì vậy 6/7 và 12/14 cũng sẽ bằng nhau. Mình đã điền dấu bằng ở đây. Tiếp theo đến phân số 2/3 và 3/4. Phân số 2/3 và 3/4 đã cùng mẫu số chưa các con? À, chưa cùng mẫu số. Vậy mình phải quy đồng mẫu số. Cô sẽ chọn mẫu số chung là 12. Thừa số phụ ở đây sẽ bằng 12 chia 3 bằng 4 và 12 chia 4 bằng 3. Sau khi cô quy đồng thì 2/3 cô nhân cả tử và mẫu với 4, cô sẽ được phân số mới bằng 8/12. Tiếp theo, 3/4 cô nhân cả tử và mẫu của phân số này với 3, cô được phân số bằng 9/12. Sau khi quy đồng thì mình được phân số mới là 8/12 và 9/12. Hai phân số này đã cùng mẫu số bằng 12 này. 8 nhỏ hơn 9. Vì vậy 8/12 sẽ nhỏ hơn 9/12. Từ đó thì cô nhận xét thấy
2/3 sẽ nhỏ hơn 3/4. Qua bài tập này, các con đã được so sánh các số phân số có cùng mẫu số cũng như là các phân số khác mẫu số. Nếu cùng mẫu số rồi thì chúng mình chỉ việc so sánh tử số. Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Hai phân số có cùng tử số thì hai phân số đó bằng nhau. Còn nếu mà chưa cùng một mẫu số thì chúng mình cần phải quy đồng. Mình quy đồng mẫu số này. Sau khi quy đồng mẫu số thì mình sẽ so sánh tử số. Các con ghi nhớ giúp cô nhé. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 2 nào. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài 2, viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. A, 8/9, 5/6 và 17/18. B, 1/2, 3/4, 5/8. Các con hãy cùng làm bài tập này vào vở nhé. Chúng mình thấy này, những phân số ở đây đã có chung một mẫu số chưa các con? Chưa chung mẫu số đúng không? Vậy thì đầu tiên chúng mình phải quy đồng mẫu số. Các con đã làm xong bài tập này vào vở chưa? Các con cùng theo dõi lên bảng xem câu chữa bài nhé. Đầu tiên với phần A, cô sẽ quy đồng mẫu số các phân số này. Cô chọn mẫu số chung là 18. Khi cô chọn mẫu số chung là 18 thì thương phụ ở phân số 8/9 sẽ bằng 18 chia 9 bằng 2. Thương phụ của phân số 5/6 sẽ bằng 18 chia 6 bằng 3. Và phân số 17/18 thì đã có mẫu số là 18 rồi. Cô quy đồng 8/9 bằng 16/18. 5/6 bằng 15/18. Và cô giữ nguyên 17/18. Lúc này cô mới so sánh để xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. 16/18, 15/18 và 17/18 có mẫu số chung là 18. Tử số, cô sẽ chọn số nào, phân số nào có tử số bé nhất hả các con? À đúng rồi, phân số 15/18 có tử số là 15, bé nhất. Vì vậy, cô sẽ viết số 15/18 chính là 5/6. Số 5/6 sẽ xếp thứ nhất này. Rồi đến tiếp theo đến phân số 16/18 và cuối cùng chính là 8/9 và cuối cùng là phân số 17/18 đúng không nào? Vậy 8/9, 5/6 và 17/18 viết theo thứ tự từ bé đến lớn sẽ là 5/6, 8/9 và 17/18. Ở dưới lớp có bạn nào làm giống cô không? Cô khen những bạn đã làm đúng bài tập này nhé. Đến với phần B nào. Cô sẽ quy đồng mẫu số 1/2, 3/4 và 5/8. Mẫu số chung là 8. Khi mẫu số chung là 8 thì thương phụ ở đây sẽ bằng 4. 8 chia 2 bằng 4. Thương phụ ở đây là 8 chia 4 bằng 2. Và phân số 5/8 thì mình không cần phải quy đồng nữa, mình chỉ cần giữ nguyên bởi vì đã có mẫu số chung là 8 rồi. Cô quy đồng 1/2 bằng 4/8, 3/4 bằng 6/8 và cô giữ nguyên 5/8. Lúc này, những phân số này đã chung một mẫu số bằng 8. Cô sẽ so sánh tử số nhé. Trong các phân số này, phân số nào có tử số bé nhất hả các con? À, phân số 4/8 đúng không nào? Phân số 4/8 tương ứng là bằng phân số 1/2. Vậy là phân số 1/2 sẽ là phân số bé nhất này. Tiếp theo đến phân số 5/8 có tử số là 5 là phân số tiếp theo. Và cuối cùng là phân số 6/8 có tử số lớn nhất, chính là phân số 3/4. Vậy cô sẽ sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 1/2, 5/8 và 3/4. Các con có làm bài giống cô không? Cô khen tất cả những bạn đã làm đúng câu này nhé. Vậy là cô và các con đã hoàn thành xong bài tập số 2, cũng là bài tập cuối cùng của ngày hôm nay rồi.
Qua bài tập ngày hôm nay thì các con đã được ôn tập lại cách so sánh hai phân số có cùng tử số cũng như là có cùng mẫu số cũng như là khác mẫu số rồi đúng không nào? Về nhà thì các con hãy ôn tập lại những kiến thức các con vừa được học và làm các bài tập nhé. Cô cảm ơn tất cả các con đã đồng hành cùng với cô. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.